xem vận hạn tuổi tỷ năm 2024 có thay đổi lớn trong sự nghiệp và đón nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Dưới sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện tam hợp thái tuế, dù trong năm giáp Thình tức năm cuối tam tai, thì những chú chuột vẫn gặt hải được những thành quả nhất định. Đánh giá chung về tử vi tuổi tỷ năm 2024 Luận giải tử vi tuổi tỷ là luận giải đầy đủ các tuổi canh tỷ, giáp tỷ, nhâm tỷ, bình tỷ và mậu tỷ. Tuổi canh tỷ sinh năm 1960 vào năm 2024, 65 tuổi. Mệnh bích thượng thổ tương sinh với năm 2024. Tuổi nhâm tỷ sinh năm 1972 vào năm 2024 này 53 tuổi, mệnh tàn đổ mộc, tương sinh với năm 2024. Tuổi giáp tỷ sinh năm 1984, năm 2024 này 41 tuổi, mệnh hại trùm kim, tương sinh với năm 2024. Tuổi Bỉnh Tỷ, sinh năm 1996, năm 2024 là 29 tuổi, mệnh dạng hạ thủy, tương khắc với năm 2024. Tuổi Mậu Tỷ, sinh năm 2008, năm 2024 này là 17 tuổi, mệnh tích lịch hỏa, bình hòa với năm 2024 đánh giá chung về tử vi vận hạn tuổi tỷ năm 2024 như sau. Vận trình của người tuổi tỷ đã có những khởi sắc trong thấy so với năm 2023. Sơ tàn không ít mây mơ để đón nhận những tia sáng mới. Tình trạng xa xúc của năm 2023 gần như đã bớt đi nhiều phần. Vận khí của người tuổi tỷ tuy chưa có sự thăng hoa nhưng cũng được coi là ổn định, không có quá nhiều thăng trầm nhưng cũng không thiếu đột phá. Cần phải chú trọng quản lý bản thân, nâng cao năng lực, cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được vận trình. Được cục diện tam hợp che trở nên có thể hóa giải phần nào vận xui trong năm cuối phạm tam tai dù vậy thì những chú chuột vẫn nên có sự thận trọng trở nên trụ quan trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống để giữ may mắn bên cạnh luận về sự nghiệp sự nghiệp của người tuổi tỷ có những điểm sáng đáng kể trong năm giáp thân dù thách thức vẫn còn nhưng cũng không phải là không có cách xử lý. Còn Giáp này cần phải cố gắng điều chỉnh tâm lý và dần dần thích nghi với nhịp điệu sự thay đổi của năm nay. Cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt và phát huy tới đâu lại phụ thuộc vào con Giáp này. Chỉ cần bạn tập trung phát triển lợi thế bản thân và có sự tỉnh toán kỹ lưỡng chắc chắn người tụ tỷ sẽ gặt hải được không ít những thành tựu. Luận về tài lộc Diễn biến năm 2024 này tín hiệu tích cực nhờ vào hàng lọt tài tình chiếu mệnh, con đường tài lộc của người tụ tỷ. Việc kiểm tiền khá xôn sẻ cũng như được người giúp đỡ nên làm ăn có lại. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý tâm trạng thất thương, đừng vì những chuyện vặt vảnh mà nóng nại, cáo gắt, kẹo phá hỏng các mỗi hợp tác làm ăn đang có lợi. Đồng thời chú ý tới giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Luận về gia đạo tình duyên Phương diện này có ít biển động lớn, mối quan hệ đòi lửa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể được coi là một điều đáng mừng. Đối với người độc thân có một vài cơ hội tình cảm nhờ vào sức hút tăng vọt, tuy nhiên nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Luận về phương diện sức khỏe trong năm cuối Phạm Tam Tài năm 2024 này lại có một vài hung tình tác động xấu tới tình trạng sức khỏe của người tuổi tí nên vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận, rèn luyện tỳ xuất, sinh hoạt khoa học và điều độ để giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh đó, còn giáp người tuổi tỷ cũng nên chú ý khi đi lại, tránh và vấp gây tai nạn xem vận hạn chi tiết đối với người tuổi tỷ trong các phương diện của cuộc sống như sau căn cứ vào mỗi tương quan giữa mệnh trạch tuổi tỷ với lưu niên năm giáp thìn 2024 một luận về phương diện công danh sự nghiệp xét về vận trình sự nghiệp năm 2024 cho biết các khỉ từ tam hợp cục cho thấy người tuổi tỷ sẽ có những thay đổi lớn trong vận trình sự nghiệp của mình. Có nhiều cải thiện rõ rệt nhưng bên cạnh đó vẫn có những thách thức phải đối mặt. Đừng quên, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nếu như trong năm 2023 trước đó, người tuổi tỷ đối mặt với không ít những khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kiềm hãm, luôn ở trong trạng thái bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, thì bước sang năm giáp thìn 2024 này, tình trạng bể tắc đó gần như không còn ảnh hưởng tới bạn. Bằng chỉnh sự nỗ lực của bản thân, còn giáp người tuổi tỷ có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối nhưng ảnh hưởng của hạn tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở những chú chuột trở nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giả đắt Nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc Nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ nhặt Hoặc khi được trao trọng trách mới Nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản Thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan Sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen thuộc với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tỉnh đột phá cho dù cơ hội vẫn đang chờ đợi bạn khám phá. Bạn nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn, miễn là con giáp này làm việc chăm chỉ để đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm trong lĩnh vực nào thì con giáp người tuổi tỷ cũng cần quan tâm tới đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trở về lợi ích cá nhân mà làm tổn hại tới lợi ích của công ty và người khác những người đang trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập với môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, con giáp người tuổi tỷ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trao dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng sau sẽ gặp nhiều lợi thế hơn. Với người đang đi học, bạn cần tăng cường khả năng và năng lực học tập của bản thân. Áp lực học tập có thể có nhiều mức độ khác nhau, nhưng chỉ cần bạn chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được điểm cao. Còn giáp này cần chú ý giữ thái độ tốt, không nên tạo căng thẳng và gò bỏ quá mức cho bản thân. Nhìn chung, năm giáp thìn này sẽ có những thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu của con giáp người tuổi Tý cần bạn không ngại gian khổ và bền bị vượt qua những khó khăn trước mắt sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và phát triển rất tốt vào năm giáp thìn 2024 2. Luận về phương diện tài chính Xét về phương diện tài chính thì tài khỉ của bản mệnh đặc biệt lý tưởng Càng chăm chỉ, càng song sáo làm ăn thì càng thu được nhiều món lợi ngon được cả hai tài tình là thiên tài và thực thần chiếu mệnh còn giáp người tụ tỷ có tầm nhìn sản xuất quản lý tài chính khôn ngoan biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ trong năm 2023 trước đó tài lộc của người tuổi tỷ vốn khá ảm đạm. Việc chỉnh không suôn sẻ mà việc phụ cũng chẳng đem lại lợi nhuận là bao khiến thu nhập bị chững lại. Một vài dự án đầu tư một quản trước đó cũng khiến cho con giáp này tiêu tổ một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng như mũi bỏ biển, công sức như giả trang. Thế nhưng, khi bước sang năm giáp thình 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm. Theo đó thì người tủ tỷ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao. Nghề tài trái hay nghề tài phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà người tuổi tỷ đã dành công sức vùng vẹn bảy lâu nay. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nại, cảo giận. Đồng thời chú ý tới giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn xung đột không cần thiết do hiểu lầm tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm Xem tử vi năm 2024 này đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tiết kiệm đối với con giáp người tuổi tỷ. Trong cuộc sống hàng ngày, những chủ chuột cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu, giảm chi không nên tiêu xài một cách hoang phí kẹo lao đao. Đồng thời, bạn nên chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho mình. Đặc biệt, trong năm nay nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quản mà đầu tư mạo hiểm. Chở nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vai mượn, đứng tên thai người khác, cẩn thận vướng vào vòng lao lý trong các mối quan hệ, dù cỏ thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. 3. Luận về phương diện gia đạo Nhìn chung, phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi tỷ sẽ tương đối xuân sẻ trong năm giáp thình này. Mỗi quan hệ đòi lửa hay vợ chồng ít sóng gió đôi khi có đôi chút bình lặng nhưng đó cũng có thể được coi là một tín hiệu đáng mừng các cặp đôi yêu nhau trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay dù giữa cả hai vẫn còn có những khúc mắc xảy ra nhưng chỉ cần đôi bên kiên nhẫn bao dung biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt hai bạn với các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời tạo ra không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc cho con cái đôi khi bản mệnh có phần mãi mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, người tuổi tỷ cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thể hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến cho nhân duyên nổ rộ, điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Người tuổi tỷ đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc dễ phát sinh tình cảm ngoài luôn người độc thân cũng có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng cô đơn bấy lâu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc thậm chí có người còn có thể đi tới hôn nhân ngay trong năm 2024 với sức hút tự nhiên của mình cùng với sự khéo léo tinh tế tuy công việc bận rộn nhưng người độc thân vẫn có thể làm quen kết giao với người khác giới trong các dịp xã giao vui chơi giải trí từ đó tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng dù vậy còn giáp người tuổi tỷ cũng nên dùng lý trí khi yêu đừng để những quyết định bồng bột tình cảm làm mờ mắt có khi còn bị lừa gạt tình cảm lẫn tiền bạc Lưu ý rằng đào hoa tăng mạnh đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh. Trở vì muốn chứng minh sức hút của mình mà có ý định chiều đùa với tình cảm của người khác. Nếu không có ý định tiến tới hãy rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu. 4. Luận về phương diện sức khỏe về phương diện sức khỏe cho thấy năm giáp thân, người tuổi tỷ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của năm cuối hạn tam tai, lại có hung tinh thái bạch và ngũ quỷ tác động nên tình trạng sức khỏe có nhiều điều phải lưu tâm. Mặc dù thể chất của đa số người tuổi tỷ khá lý tưởng nhưng khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Tuy có thể chỉ là bệnh vặt nhưng cử chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm năm giáp thìn 2024 cũng là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này. Khỏi lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bản mệnh không nghỉ ngơi đủ đây, sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, đổ bệnh dài dẳng lâu ngày mới khỏi hoặc dẫn tới các bệnh mãn tính vì vậy năm 2024 này, người tuổi tỷ cần chú ý cân bằng thời gian làm việc lẫn nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng bệnh, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn ngủ ngủ nghỉ điều độ và khoa học, đặc biệt là vào mùa đông xuân, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Bên cạnh đó, con giáp người tuổi tỷ cũng nên chú an toàn bản thân, tránh tranh chấp với người khác khi ra ngoài đi công tác để tránh ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân, từ đó ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần hoặc có sâu sát hại thân. Xem vận hạn tử vi năm 2024 đối với từng tuổi tỷ như sau. Một tuổi canh tỷ sinh năm 1960 mệnh thổ người tuổi canh tỷ ở độ tuổi lục tuần vào năm giáp thìn 2024. Sức khỏe tinh thần cần được chú trọng hàng đầu. Khi tinh thần tươi vui, thoải mái, còn giáp này sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền, cũng không phải lo lắng bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay tiền bạc, thì người tuổi canh tỷ nên chửi làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung có đồng ra đồng vào, cẩn thận trong kinh doanh đầu tư nên đi một lộ trình chắc chắn và lâu dài nếu không sẽ bị thua lỗ nặng nề. Ngoài ra, hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và chú ý tới một số chi tiết khi ký kết thỏa thuận. Gia đạo êm ẩm, trưởng bỏi và hậu bỏi cần gũi, bản mệnh nên duy trì lối sống và tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu trong nhà noi theo. Về phương diện sức khỏe đối với người tuổi canh tỷ nên chú ý bệnh huyết áp cao, đường huyết mỡ máu, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. 2. Xem vận hạn tuổi nhâm tỷ năm 2024. Người tuổi nhâm tỷ sinh năm 1972 mệnh mộc Gặp được cục diện ngũ hành tương sinh khi bước sang năm chấp thân nên hầu hết các phương diện đều phát triển tốt, công danh hay tài lộc đều có thể thực hiện hóa tham vọng. Năm nay, bản mệnh nên tăng cường kiến thức, truyền môn, nghiệp vụ sẽ có lợi cho việc nâng cao năng lực kinh doanh bản thân, càng dễ làm ăn phát đạt hơn. Tuy nhiên, có hùng tình ngũ quỷ có thể khiến bạn gặp phải một số tranh chấp tiền bạc, các dự án liên quan tới sổ tiền lớn thì nên cẩn thận hơn. Làm gì cũng cần có hóa đơn chứng từ lưu lại để tiện đổi chứng về sau, trở nên qua lo mơ hồ nếu không dễ gặp tai họa. Về phương diện sức khỏe cho thấy cần phải chú ý những khó chịu về thể chất do mệt mỏi, đồng thời cũng cần chú ý nhiều hơn tới các căn bệnh vật như cảm xúc, bình thường nên vận động nhiều hơn để kích hoạt cơ, xương, tăng cường khả năng miễn dịch. 3. Xem tử vi tuổi giáp tỷ Sinh năm 1984, mệnh kim vào năm giáp thân 2024 còn giáp người tuổi giáp tỷ có tham vọng khá lớn trong sự nghiệp. Tình hình này rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp, còn có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ nên tìm được cơ hội để thể hiện ưu điểm bản thân. Tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý tới tâm lý quá khích hay chủ quan. Các kế hoạch nếu không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu, bản mệnh có thể sẽ phải bỏ cuộc giữa chân việc gì cũng gian dở mặc dù năm nay thu nhập chính hay phụ đều khá tốt nhưng người tuổi giáp tỷ không nên chạy theo xu hướng đầu tư một cách mù quáng. cần lập kế hoạch tài chính và giữ đầu óc tỉnh táo thì mới có thể tìm được dự án kiếm tiền tốt về phương diện sức khỏe, bạn có thể trở nên cảo kỉnh và dễ nổi nóng khi có việc không vừa ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể. Còn giáp ngư tuổi giáp tỷ cần phải học cách tĩnh tâm lại, đi dạo, uống trà, tha lỏng cơ thể và tinh thần, suy nghĩ tích cực thì mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. 4. Xem vận hạn tuổi bính tỷ sinh năm 1996 mệnh thủy vào năm 2024 như sau với người tuổi bính tỷ bản mệnh được dự đoán sẽ có vận trình tương đối xôn sẻ trong năm nay các mối quan hệ tốt đẹp được đồng nghiệp bạn bè ủng hộ trong quá trình nỗ lực theo đuổi sự nghiệp còn giáp này rất dễ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Điều đó làm giảm khả năng tập trung ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Hãy nhớ dừng mọi việc có chừng mực, đừng tự điều chỉnh bản thân. Tài lộc sẽ phát sinh thêm nhiều khoản phải chi tiêu nếu không có kế hoạch quản lý tiền bạc từ trước e rằng sẽ gặp rắc rối về tài chính sức khỏe cần vận động hợp lý cũng là một cách thư giãn tốt đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nếu không nó sẽ trở thành gồng cùm của bạn hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra 5. xem tử vi tuổi mậu tỷ năm 2024 nghìn Việc học hành đối với người tuổi Mậu tỷ sinh năm 2008 mệnh hỏa được dự đoán có nhiều tiến bộ. Bản mệnh cõi thức học tập, khả năng tiếp thu được cải thiện rõ rệt. Cha mẹ vẫn nên đồng hành và kiên nhẫn dạy dỗ để củng cố thêm chất lượng học tập của con cái, rất có ích cho sự phát triển của trẻ sau này. Do đã đến tuổi có nhiều nhận thức tâm lý của trẻ ở độ tuổi này khá nhạy cảm những vấn đề căng thẳng trong gia đình có thể ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng tinh thần của con giáp này cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái dễ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của con nhỏ về mặt sức khỏe bạn nên quan tâm tới hệ tiêu hóa của cơ thể phát triển khỏe mạnh trong quá trình vui chơi cũng nên chuỗi an toàn tránh xa ao hồ sông nước luận giải vận hạn tuổi tỷ qua các tháng trong năm 2024 như sau. Tháng 1 âm lịch Công việc xuân sẻ có thể ký kết hợp đồng thuận lợi, có điều sức khỏe giảm sút chú ý cân bằng cảm xúc từ bên trong. Tháng 2 âm lịch Tháng này đề phòng tiểu nhân gây chuyện thị phi, danh dự bị hao tổn, tiền bạc hao tản không ít do các mối quan hệ kém chất lượng tháng ba âm lịch tháng này có quý nhân phù trợ việc lớn nhỏ đều thành tiền bạc đến từ nhiều nguồn tuy nhiên cần đề phòng bị mất trọng tháng tư âm lịch mua sự trước bất lợi sao nỗ lực mới thành vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chân tình cảm có dấu hiệu trạng nứt người độc thân gặp đào hòa sát cẩn thận kẻo bị lừa gạt tháng 5 âm lịch bất ổn về tinh thần khiến đường sổ đưa ra một số quyết định sai lầm, có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm, đề phòng đi lại đường sông nước. Tháng 6 âm lịch, tháng này các tình bất tụ, Tình lực tổn hao, khó tránh đau yếu, bệnh tật, tiền bạc, hao nhiều, đa phần liên quan tới vấn đề sức khỏe. Tháng 7 âm lịch, tháng này mua sự dễ thành vì được quỹ nhân tương trợ, ta điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ giàu tế chất lượng, có lợi cho sự gia tăng quyền lực hoặc chức vụ. Tháng 8 âm lịch, tháng này lấy lại được những gì đã mất trước đó, nợ nần được thanh toán triệt để, đào hoa vận, nở rộ, tốt cho người độc thân, các cặp đôi, đón tình vui còn cãi. Tháng 9 âm lịch, bước sang tháng 9 âm lịch, đi lại cần phải cẩn thận đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ giữ của chắc chắn hơn tránh khoe khoang hay bị soi mỏi mất trộm lúc nào không hay tháng 10 âm lịch tháng này tài khí vượng kinh doanh vùng bản phát đạt cơ hội kiếm tiền nhiều mỏn hơi tiền thu về đầy tuổi có điều tình cảm gia đạo bất lợi đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tháng 11 âm lịch. Tháng này, sự kiềm hãm về cảm xúc khiến tinh thần của con giáp người tuổi tỵ bất ổn, thiếu sự sản xuất khi đưa ra các quyết định quan trọng. Cơ thể vì thể cũng suy nhược, chú ý nghỉ ngơi, thư giãn hơn là suy tính quá nhiều. Tháng 12 âm lịch Tháng này bận rộn với công việc đổi lại có nguồn thu rất tốt, Tiền bạc trộm rỉnh tiêu pha nhiều cho việc lớn như cưới hỏi, xây nhà, xây cửa hoặc mua sắm lễ Tết. Tổng kết tử vi tuổi tỷ năm 2024 như sau. So với năm 2023, dưới sự trợ lực lẫn lao từ cục diện tam hợp thái tuế, bước sang năm giáp thình 2024, những chủ chuột đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, tuy nhiên chưa tới mức thăng hoa mọi bề. Mặc dù phận trình xuyên suốt năm 2024 không phải lúc nào cũng thuận lợi do tác động cùng lúc của phận cuối tam tai và một số hung tinh nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi trận, nhất là khi vận khí hành thông gặp đúng thiên thời tỉa lời là cơ hội tốt để bứt phá làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. Thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối ở mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn nhưng người tuổi tỷ cần lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay ví dụ như kết thúc một dự án lớn hoàn thiện việc xây nhà cửa thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi hơn